Kính chào quý chú anh chị và các bạn đã đến với kênh Nhàn Cục TV nha. Thì hôm nay ngày 5 tháng 7 năm 2024 thì cập nhật tình hình của em Tiên sức khỏe. Thì sáng nay Nhàn có qua gặp em Tiên của em My rồi để trao đổi cái vấn đề công việc và tình hình sức khỏe em Tiên như thế nào á. Thì quý chú anh chị sẽ thông qua lời của em My để em My có thể nói với quý chú anh chị được cụ thể hơn. Em My nói như thế nào là là tình hình của chị Tiên hôm qua như thế nào? Dạ, con chào tất cả các cô chú, hôm qua anh chị và đồng quân trong mọi người nước ạ. Chị hai con thì hôm qua hai lần rồi, thì hôm nay sáng thì cha con còn ngủ, cho nên là con chưa có đi mua đồ ăn sáng thì cái hai con. Rồi là hôm qua và hôm nay là Tiên có nghỉ ngơi thuốc men như thế nào em? Dạ, thì sáng thì chị hai cũng được dưỡng truyền nước rồi. Hôm bữa anh có dặn em á là khi vô trong bệnh viện thì em nói theo cái cách của anh á, là có nghĩa là để lựa những cái bài thuốc hay nhất, hiệu quả nhất để cho chị hai, em có nói không? Có. Rồi cái đó là em nói với bác sĩ điều trị hay như thế nào? Dạ thì mấy cô điều dưỡng bảo là bác sĩ thì bận lắm anh, lúc nào cũng như một khổ đó. Thì em chỉ gặp bác sĩ điều trị của chị hai, em đi gặp mấy cô điều dưỡng trực tiếp cái băng cho chị hai thôi. Là em có trình bày vấn đề cho là thuốc men hay là những cái dụng cụ nào hợp lý nhất để điều trị đỡ đau không? Có. Rồi theo anh nói em là cái sự mà từ cái bữa giờ đó là vào điều trị thì em nhìn cái kết quả có khác hơn đó là ở nhà không? Là có nghĩa là thuốc men vào là vết thương có nhanh lành hay là hay là đỡ đau hơn cho chị hai không? Dạ thì đau, còn đau à. Khi mà rửa vết thương lần đầu tiên thay băng thì em thấy cái vết thương như thế nào? Dạ thì em thấy thì cũng bình thường thôi, nó chưa có gì, nó rất là hết, mà đau thì đã đau rồi. Đã đau rồi. Thì thuốc á, hôm bữa là có một cái tô thuốc của bác sĩ cho, thì em có cái tô thuốc đó là em có là mua ở ngoài được không? Có. Và cái thuốc có giá trị tiền thì nó cũng cao đúng không? Dạ. Rồi thì anh dặn em tất cả những cái đơn thuốc em mua ở ngoài thì em phải để lại hóa đơn. Thì cô chú anh chị hồi nãy là Nhàn có vào trong khuôn viên thì lấy công cũng bên bảo vệ đang trao đổi với My, thì bảo vệ họ cũng không cho quay, cái đó là đúng nguyên tắc của bệnh viện đúng không chị? Thì Nhàn có mời My ra ngoài quán cà phê để hỏi thêm cụ thể hơn. Thì cho anh hỏi cái là nếu như tình hình mà thay băng của chị hai là chừng nào thay đấy em? Sáng mai đúng không? Thì sáng mai ba thay băng của chị hai, thì anh sẽ nhắn tin riêng cho em là vấn đề bên hỗ trợ cái gạt, chứ mình cái đó là chưa bằng băng gạt nha. Để lên là bữa là con thấy bác sĩ có để cái gạt mỏng như cái tiến lên trên vết thương không? Không hả? Thì ngày mai em sẽ được yêu cầu điều trị là kêu là để cái gạt đó thì phải đắt tiền. Thì cho anh hỏi cái nữa là hiện tại chị hai vẫn đang nằm ở khu điều trị bình thường, tại vì pha bẩn anh nghe thông tin là có nghĩa là không có dịch vụ đúng không, không có thu dụng đúng không? Thì giải thích với chú anh chị thì nhiều người cũng vẫn kêu đưa vào dịch vụ, thì Nhàn cũng cố gắng để nói với em My là đưa vào khu dịch vụ để điều trị tốt nhất cho em Tiên, nhưng mà khi vào đó thì không có pha bẩn. Nhưng mà cái liệu trình điều trị trên bệnh viện á, thì anh cũng đã trao đổi với em là vào nói với bác sĩ những cái chi phí, những cái khoản thuốc nào đó không hợp lý là cứ sử dụng đúng không? Rồi anh hỏi thêm một cái thì thời gian á là mấy ngày hôm nay em anh có lên, anh có like trực tiếp và anh đăng những cái bài đăng á, thì có những có người vô bệnh lần ha. Và em thử nói với Nhàn là có những cái tin nhắn, những số điện thoại lạ nhắn về cho My, và trong đó là có những cái tin nhắn rất là tiêu cực không đúng ý. Tại vì Nhàn nói như thế này là số em My á, thì Nhàn cũng ghim lên cả video của những anh em và Nhàn, những video đó đều có số My và số cả anh em YouTube, nên á có nhiều người không vào nhắn tin nhưng mà đã bình luận trên kênh YouTube của em vẫn quan hệ không nói gì hết, nhưng mà họ vẫn vào tấn công cái số điện thoại
Nhưng mà nếu mà có vấn đề là em sẽ là cái người chịu vấn đề đầu tiên. Nhưng mà bây giờ là hiện tại là cộng tới số điện thoại của em bị luôn. Nên á, em muốn những anh chị đó đồng cảm giùm quan hệ giùm đi. Tại vì em bị còn rất là nhỏ, chỉ mới 18 tuổi. Nghĩ đi, một người mới 18 tuổi mà bị tấn công như vậy. Rồi em đọc được những cái tin nhắn đó thì em khá là buồn. Cái cảm giác của mình khi đọc được những tin nhắn nó như thế nào đấy? Em đọc thì rất là buồn, nhưng mà em nói rất là nghe. Đúng rồi. Nghe rất là áp lực, nghe rất là chết. Đúng rồi. Những cái lúc mà thay băng đó, thì đau đớn trước khi nào rồi. Đúng. Nên là em không muốn ra buồn thêm nữa. Thì con mong tất cả các cô chú, anh chị, ông bà đừng có nhắn, đừng có đọc, đừng có comment những lời đó để cho chị hai con buồn nữa. Chị hai con đã bị như vậy rồi. Mong các cô chú là thông cảm và hiểu cho chị hai con. Thì cả nhà nghe đi, một bé mới 18 tuổi mà đã hy sinh cho chị mình như vậy mà lại còn chịu áp lực từ bên ngoài nữa, thì cô chú anh chị nghĩ nó như thế nào? Nhàn đây là nó đang 39 tuổi mà thậm chí đọc những cái comment Nhàn cũng ok, chấp nhận quan hệ hết. Thì đi dặn là cũng không đọc luôn chừng đó, nhưng mà đã nhắn tin tới số điện thoại và trong Zalo cá nhân á thì quá cái sức tưởng tượng của mọi người. Tại vì anh nói với mình nghe thế này, đi làm từ ngày đầu tiên để giúp cho gia đình em, đúng không? Cũng là cố gắng hết sức, mọi người nói ra nói vào anh cũng cố gắng, nhưng mà đến hôm nay rồi đó thì ra cái sự việc như thế này thì mọi người cũng nhận nó còn nghi ngờ đủ thứ về em hay là về mọi người về anh. Em ha, nếu như là từ bữa vào bệnh viện tới giờ em có hóa đơn nào mà để gọi là diễn ký hàng ngày không? Có. Có hóa đơn diễn ký hàng ngày đúng không? Ngày nào cũng đóng hay là cái đó tạm ứng là hóa đơn điều trị luôn? Dạ là coi thuốc của bệnh viện. Rồi hóa đơn tạm ứng. Dạ. Cái toa thuốc bệnh viện đó là hàng ngày mình đi mua hay sao em? Dạ là tiền nước cho chị hai em, là tối là mấy cô chuyển xong rồi mấy cô sẽ phát cái phiếu đơn. Ngày nào cũng có cái phiếu đó đúng không? Dạ. Còn là những cái khoản chi phí thuốc mua bên ngoài nữa đúng không? Dạ. Thì thường đó là những cái thuốc đó thì có anh để mua, còn có thì em mua. Thì nói cô chú anh chị, trên cái video này tất cả những cái tiền mà mua thuốc của cho em Tiên là anh đi mua, Nhàn đi mua thì My sẽ trả gửi tiền lại cho Nhàn nghe cô chú anh chị, chứ không phải là Nhàn bỏ tiền túi ra để mua. Tại vì bỏ tiền túi thì Nhàn cũng không mua nổi, tại vì cái số tiền mua thuốc đó nó lớn lắm, thì em My là người chỉ trả. Thì trong khi á Nhàn mua một lần thôi thì Nhàn biết chỗ rồi đó, thì Nhàn có dắt em My qua để biết cái tiệm thuốc đó từ đó sao lại em My mua. Bởi vì anh cũng mua cho em dùng có lần mỏng rồi mà. Thì theo em nghĩ á, là bây giờ là hai ngày hai một vết thương như lần như vậy thì giống như cái liệu trình điều trị không gọi không, giống như cái liệu trình mà điều trị đợt trước ở trên bệnh viện này không? Dạ đợt trước lần đầu tiên lên thì không có sẵn thuốc này luôn. Thế anh thấy nổi thai băng á? Dạ thai băng thì cái cô lần trước thì bao nhiêu ngày? Cách một ngày hai ngày cũng vẫn vậy luôn. Dạ, nhưng mà thuốc thì giác lắm anh ơi. Không có được như bây giờ. Bây giờ là thuốc bây giờ là nó như thế nào, cảm giác hay là em nói thử cảm giác của chị hai? Dạ thì lúc đắp lên nó cũng có rát, nhưng mà rát ít rồi, nó không có như lúc đầu tiên của lúc bệnh viện. Bệnh viện thì nó rát rất là nhiều. Thì cảm xúc của chị hai khi mà thay bằng nó như là ấy có thể là lạc quan hơn là trước hoặc đỡ đau không? Dạ đúng rồi, đỡ đau hơn nhiều. Bây giờ những cái là người bác sĩ sáng còn khám một buổi sáng, ngày khám được mấy buổi? Sáng là giờ khám. Còn hàng ngày là bộ mấy đồ điều dưỡng gì ta? Không. Rồi thêm chị hai em bữa nay có còn chuyện dịch không? Dạ còn anh. Cũng vẫn còn chuyện dịch thôi. Chẳng ăn uống điều độ. Rồi em có nghe thông tin đó là bà ngoại dưới như thế nào chưa? Dạ thì em có nghe mẹ gọi lên là nói là bà ngoại hiện đang bệnh ở nhà. Bà ngoại không có đi đúng
Ở nhà thì mấy bạn cũng chạy tới rồi rồi đó. Rồi sáng nay là mẹ em hoặc là trời cũng mà có ai mà bệnh viện nhanh chưa? Chưa. Rồi là mẹ em có nghe ai lên đây chưa? Chưa luôn. Không, ở dưới quê á. Em có nghe mẹ gọi lên nói là cô ba lên đây rồi. Chưa thấy qua bệnh viện đúng không? Trao đổi với cô hướng dẫn thông tin đó, tụi em cập nhật chính xác là hàng ngày, buổi sáng, buổi trưa, buổi chiều gì đó, tụi em có thông tin cập nhật. Trong cái sắp tới này, em nói em luôn, anh có lẽ lại sẽ mở ngày ngày nha, như công việc. Thì em nếu như ở đây á, có bất kể cái thông tin gì, thì em sẽ điện cho anh liền. Anh không có ở đây nhưng mà sẽ có anh Tâm. Tâm đây, Tâm 767 của chú anh chị. Thì anh Tâm sẽ trực tiếp giúp giùm cho em My là như thế này của chú anh chị. Em không phải là em đủ bỏ trách nhiệm mà để em bây giờ mới giao lại cho anh Tâm. Nhưng mà em là em nhờ anh Tâm một ngày hai ngày. Tại em có việc em đi, nhà em có vấn đề công việc. Thì em đi công việc xong thì anh Tâm ở đây là cái người giúp em là hỗ trợ cho em My cái hàng thuốc men này loại như thế nào không biết. Thì nó anh Tâm mua cho thật chắc tụi em ở đây cũng không làm gì của chú anh chị. Tụi em ở đây chỉ đi vào được bệnh viện và đứng đây chờ, khi ngồi ở đó chờ chơi, khi nào mà My trên kia thông báo như thế này, thế nào thì anh em dưới này sẽ hỗ trợ chẳng hạn như ở nhà em mua thuốc vài, nhà em mua thuốc vài thuốc kia hoặc là những cái gì em My không biết, khi bác sĩ á vào hội thăm trao đổi thì My sẽ gọi cho nhà để nhà đứng ra nhà trao đổi thì nó dễ hơn. Thì như chẳng hạn không có anh ở đây á, em có thấy là sao không? Qua nó đây thì phải tập công một xíu, phải tự hướng thứ hai, rồi tự qua anh thứ hai. Bây giờ có anh Tâm á, ngồi chút xíu là em yên Tâm lấy số điện thoại, Zalo với nhau nha. Và số điện thoại thì anh Tâm á, thì cũng như anh thôi, một người anh về kết nghĩa của anh. Nhưng mà được có một cái lợi thế là ảnh nhà Sài Gòn này luôn, ảnh qua đi lại ra đây cũng là rất là dễ. Thì em cũng cố gắng để lo điều trị cho chị hai mình trong khoảng thời gian sắp tới, tại còn dài lắm. Cô chú anh chị trên đây được nói là em phải cố gắng lo ăn uống, hiểu chưa? Ăn uống đầy đủ để thứ nhất là mình phải giữ được sức khỏe của mình, thứ hai nữa là điều trị cho còn lâu dài lắm. Anh thì cũng không báo với em luôn là anh bệnh từ qua giờ, anh nằm được hôm qua mà cái lúc mà gặp em buổi tối á trên đường ray á thì về em nằm luôn nọ luôn buổi tối đó. Thì thông tin buổi sáng hôm nay thì ngày 5 tháng 7 2024 thì em cũng cập nhật vào thông tin của em Trà My để biết về cái sức khỏe của chị của em Tiên. Và nhà sẽ có những hình ảnh của em Tiên đây của bệnh viện, nhưng mà trong bệnh viện thì cả nhà biết rồi cũng rất là khó chia sẻ hình ảnh đó. Nhưng mà nhà sẽ cố gắng có những hình ảnh Tiên có để cho quý vị ông theo dõi trực tiếp. Còn trên video này nói nếu như nhà thờ lại nói sai gì cũng chú chị mà không kiểm cái bệnh là cũng không được, cái gì thì cũng chú chị cũng thông cảm. Mà em của nhà cũng là người bạn mất thật thôi, cũng lúc biết vui cũng biết những lúc cảm xúc, nên nó là anh thì nó thật với em anh sẽ chết lại tiếp tục cái hôm bữa mà chị hai tiên em á mà chịu thay băng này nọ rất là vui. Nhưng nghe tin của nhà thì anh rất vui, nhưng mà hôm nay phải hôm qua là cái chuyện như vậy nữa, cũng cảm giác nó không gì của chúng chị, nhưng mà quá buồn, buồn nó nghe chứ không phải là gì đó. Em cũng mong cái anh mà nhắn tin cho em á, anh hãy gạt bỏ cái quan điểm đi, quan hỷ giùm cho em đi. Nếu có sai gì đó thì em xin lỗi anh. Ngoài ra em làm cái này em cũng cố gắng làm để tốt nhất cho anh. Một lần nữa trên cái đường video này, cảm ơn tất cả quý anh chị đã xem video và đã theo dõi, giúp em giúp anh Tiên một khoảng thời gian vừa qua và theo dõi nhà trên kênh, cũng đã ủng hộ rất là nhiều. Nếu mà xem video của nhà thì cũng sẽ giúp nhà xin một lượt đăng ký, một like, một share bên kênh này, và nhà cũng có làm một kênh thiện nguyện trong trong chi phí của kênh thiện nguyện đó, nhà sẽ để lo cho cái hoàn cảnh. Nếu mà được có kinh tế từ nó nên nó là nhà 69 TV, cũng chú ý để ủng hộ nhà.
bây giờ là em phải lo lắng cho đứa trẻ mình luôn. Dạ, con chúc cho các cô chú anh chị sẽ vui vẻ. Con cảm ơn các cô chú anh chị, ông bà trong và ngoài nước đã giúp đỡ cho chị em con trong thời gian qua. Cảm ơn. Dạ, rồi như cho nhà là nhà số của gia đình chị. À, nhà xin chào tất cả cô chú anh chị, chào quý giả nha.